Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kết thúc bình nhận vậy là đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan là hai đội dắt tay nhau để tiến tới vào bán kết của giải U19 Đông Nam Á 2022. Và cũng có khá nhiều bình luận rất thú vị như này, chúng tôi đọc cũng rất là buồn cười. Đó là không hiểu lý do vì sao mà từ trước đến nay thì cổ động viên rồi là các cầu thủ của U19 Thái Lan cũng như là Việt Nam lại đoàn kết đến như thế này. Và thực sự thì đó là điều đúng thôi. Chính đội tuyển U19 Thái Lan và Việt Nam đã có một tỷ số hòa một đều để khiến cho đội tuyển U19 Indonesia họ bị loại, có thể nói là quá cay đắng. Mặc dù họ có những chiến thắng hủy diệt trước các đối thủ khác, cầm hòa chính đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan, nhưng cuối cùng thì vẫn cứ bị loại, thực sự là quá đau đớn dành cho Indonesia. Và để nói về đội bóng nào thực dụng nhất ở giải đấu năm nay thì tôi nghĩ rằng có khi đó vẫn chỉ là Indonesia thôi. Bởi với Thái Lan vừa qua thì họ có lẽ là cũng chỉ là thực dụng trong trận đấu gặp đội tuyển U19 Việt Nam thôi. Khi mà sau khi có được trận hòa với tỷ số 1 đều trong phút cuối cùng thì họ làm sân câu giờ liên tục. Thì tôi nghĩ rằng đó là điều hợp lý dành cho Thái Lan thôi. Bởi với một kết quả đó thì họ cũng chẳng có lý do gì mà cố tấn công làm gì cả. Để mà khi nó bị thua thì bị loại thì làm gì cho nó khổ ra. Thế nhưng với đội tuyển U19 Indonesia thì tại vì lý do vì sao mà chúng tôi đã nói rằng là đây là đội bóng họ chơi thực dụng như vậy. Bởi khi mà đối đầu với những Việt Nam và những Thái Lan thì Indonesia đã cố gắng thủ hòa với tỷ số đó là không đều. Cũng giống như chính những gì mà chính đội tuyển quốc gia của Indonesia họ đã làm với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại F-Cup 2020 vừa qua, khi mà cố gắng thủ hòa trước đội tuyển quốc gia Việt Nam để có được vị trí nhất bảng. Sau đó thì họ tránh được Thái Lan và tiến tới trận chung kết. Và họ đã làm được điều mình muốn, và đó là sự thực dụng của đội tuyển quốc gia của Indonesia vừa qua. Và vừa qua ở giải U19 này thì đó chính là cái việc mà chúng tôi khẳng định vì sao mà chúng tôi nói rằng là đội tuyển U19 Indonesia họ thực dụng, ông Shin Tae-jung thực dụng đến như vậy. Bởi thực tế là với những gì đã diễn ra thì Indonesia đang toan tính rằng là với hai kết quả hòa trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan thì cơ hội dành cho họ để tiến tới vào bán kết sẽ là sáng sủa hơn rất nhiều. Thì đúng, thực sự là người tính không bằng trời tính rồi. Có thể là Indonesia sẽ tính rằng là Thái Lan và Việt Nam sẽ loại nhau, hoặc ít nhất là sẽ có kết quả hòa với tỷ số đó là không đều. Thế nhưng cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra, và Indonesia đã bị loại một cách, tôi nói rằng quá đau đớn. Thực sự với cá nhân của chúng tôi, nếu đặt địa vị vào của những cổ động viên của Indonesia trong thời điểm hiện nay thì thực sự chúng tôi là cũng cay đắng lắm, chúng tôi đau đớn lắm và chúng tôi điên lắm. Nhưng thực sự là thôi làm thế nào được, bị loại như vậy rồi thì có lẽ rằng ai cũng cay đắng thôi, cũng điên thôi. Nhưng mà đó là lý do, sự thực dụng đôi khi lại thành là một con dao hai lưỡi. Quá thực dụng thì cuối cùng lại phải trả một cái giá khá đắt. Với việc là nếu như không tính vào kết quả đối đầu thì chính đội tuyển U19 Indonesia họ mới là đội bóng hiện nay đang dẫn đầu bảng, chứ không phải là đội tuyển U19 Việt Nam. Thế nhưng điều đó là cay đắng, và đó là điều mà những cầu thủ rồi là những cổ động viên của Indonesia họ phải chấp nhận cho tới thời điểm hiện nay. Họ là nước chủ nhà, họ có được lợi thế lớn, họ có sự cổ động viên rất tụng nhiệt của các cổ động viên. Thì cuối cùng với việc là bị loại theo một kịch bản mà chắc chắn là các cổ động viên của Indonesia không hề mong muốn một chút nào cả, đó là dẫn đầu bảng, có những điểm số tuyệt vời, trận thắng hủy diệt, có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, nhưng cùng cuối cùng thì bị loại. Thì đây thực sự là một điều mà cay đắng. Và tôi cũng xin gửi những lời chia buồn với các cổ động viên của Indonesia. Đây chắc chắn sẽ là một thứ cảm xúc mà rất khó để cho họ có thể nuốt trôi được. Bởi như đã nói, với vị trí đầu bảng, nếu mà tính về điểm số, rồi là hiệu số bàn thắng bại cũng rất ấn tượng nhất cái bảng này luôn. Nhưng cuối cùng lại bị loại, quá đau. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái bài báo tới từ khắp Đông Nam Á, kể cả Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, rất rất nhiều những đầu báo. Họ đã đưa tin về trận đấu vừa qua. Và để mà nói về trận đấu vừa qua thì các cổ động viên, những bài báo họ cũng đã gửi rất nhiều những lời chúc mừng đến đội tuyển U19 Việt Nam cũng như đội tuyển U19 Thái Lan. Và họ cho rằng đây là hai đội bóng cũng rất xứng đáng để có được cơ hội đi tiếp, tiến tới vào một bán kết. Nhưng bên cạnh đó thì báo chí của Indonesia chắc chắn nếu chúng tôi không đưa thì quý vị cũng có hiểu, cũng có thể đoán được rồi là họ không phục, thực sự là như vậy. Cổ động viên của họ cũng không phục, rồi huấn luyện viên cũng không phục, thậm chí những cầu thủ họ cũng không phục đâu. Rất nhiều những bài báo của Indonesia như tờ Indo Sport cũng nói rằng là Việt Nam và Thái Lan đã bắt tay nhau đi tiếp, và từ bắt tay họ thì dùng trong dấu đống mà ngoặc kép luôn. Đó là lý do mà họ muốn nói rằng là vừa qua thì Thái Lan và Việt Nam cố tình loại đội tuyển U19 Indonesia ở trong trận đấu vừa qua để tiến tới vào bán kết. Trong khi đó thì rất nhiều những bài báo đến từ những Thái Lan, đến như Việt Nam, rồi rất nhiều những đầu báo khác
cũng gửi những lời chúc mừng dành cho thầy trò huấn luyện viên Đi Thế Nam cũng như là thầy trò ông Garcia khi mà đã có những trận đấu thành công và đặc biệt với tỷ số hòa 1-1. Và đương nhiên họ cũng đều nói rằng là Việt Nam và Thái Lan là những đội bóng xứng đáng đi tiếp thôi. Cánh chúng tôi cũng đã nói bản tin trước rồi. Với những màn trình diễn vừa qua thì Indonesia thực sự cũng rất đáng tiếc cho họ thôi. Họ cũng rất xứng đáng để tiến tới vào bán kết. Thế nhưng trong một bảng đấu mà chỉ có 2 đội để có thể đi tiếp thôi thì Indonesia họ chấp nhận cái đáng bị loại. Thế nhưng Việt Nam và Thái Lan liệu rằng có xứng đáng đi tiếp hay không? Thì thực sự với cá nhân của chúng tôi thì Thái Lan và Việt Nam quá xứng đáng đi tiếp rồi. Với những màn trình diễn một cách có thể nói rằng rất thuyết phục và có thể vẫn có những sự chỉ trích dành cho thầy trò huấn luyện viên Đi Thế Nam. Nói rằng là trận đấu vừa qua chúng ta đã quá căng cứng. Đương nhiên, thực tế là với cá nhân chúng tôi cũng thế thôi. Cũng thấy rằng thực sự chúng ta cũng đã có những thời điểm căng cứng. Thế nhưng đó là những cái cảm xúc mà trước đây chúng ta cũng đều đối đầu với Thái Lan, cũng đều trải qua cả. Thế nhưng thứ cảm xúc đó, sự căng cứng đó nó không còn giống như xưa nữa. Chúng ta không phải quá sợ hãi trước Thái Lan đâu. Và đương nhiên với những cầu thủ trẻ khi mà họ chưa có những cơ hội kinh nghiệm thi đấu ở giải đấu quốc tế, phải đối đầu với Thái Lan, một đối thủ già dơ, một đối thủ có thể nói rằng rất ngang cơ với chúng ta trong thời điểm hiện nay, thì việc căng cứng thì cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng sau một trận đấu ở vòng bảng như thế này thì chúng ta cũng đã xác định được rằng là sức mạnh của Thái Lan như thế nào rồi. Chúng ta có những cái trải nghiệm trước đối thủ này rồi. Thì nếu đây là giả thiết thôi, chúng ta thắng trong những trận bán kết sắp tới, Thái Lan cũng vậy, thì gặp ra trận chung kết chúng ta có sự bản lĩnh, có đủ sự kinh nghiệm và tôi nghĩ rằng là những cầu thủ của chúng ta sẽ không còn căng cứng nữa. Và nếu mà nhìn sang U19 Thái Lan vừa qua xem họ có căng cứng không thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng đồng ý với tôi rằng là căng cứng thôi. Quá căng cứng chứ không phải là không căng cứng nữa. Trong những thời điểm khoảng 10 phút cuối từ phút 80 trở đi thì cái sự căng cứng của Thái Lan họ đã thể hiện một cách rất rõ rệt. Thể lực xuống, chuột rút liên tục. Đó là cái vế đầu tiên mà chúng ta nói theo nghĩa đen thôi. Đó là thể lực đi xuống rồi cơ bị căng. Đó là Thái Lan. Nhưng bên cạnh đó thì cái nghĩa bóng thì chúng ta cũng đều hiểu là Thái Lan tại sao họ cứ làm sân đến như vậy. Rất nhiều tình huống khi mà chả có bất cứ một cái động tác gì tranh chấp cả thì Thái Lan cũng cứ làm sân liên tục. Tôi đếm không nhầm thì trong những phút cuối có đến khoảng 7-8 tình huống không có bất cứ sự va chạm nào thì Thái Lan vẫn cứ làm sân thôi. Đương nhiên thì với Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng chẳng có gì phải tức giận cay cú trong thời điểm đó cả. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cho Thái Lan họ làm sân. Và nếu quý vị có để ý thì cũng có rất nhiều những tiếng la ó, tiếng huýt sáo tới từ các cổ động viên của Indonesia. Bởi thực tế đây là trận đấu mà họ cũng muốn xem là Thái Lan và Việt Nam chúng ta thể hiện như thế nào. Hai đội sẽ loại nhau để cho Indonesia tiến tới vào bán kết. Nhưng cuối cùng không phải. Và với Việt Nam thì thôi, Thái Lan họ cứ làm sân như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng đỡ, chúng ta đỡ phải tranh chấp. Thể lực cũng đỡ đi xuống và trận sau chúng ta hoàn toàn có những toan tính cho trận bán kết, mặc dù đối thủ ở bán kết chắc chắn sẽ là nhạy ký hơn rất nhiều so với những đối thủ mà chúng ta đã chạm trán như là những đội tuyển như là Myanmar, Thái Lan hay là Indonesia. Đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vì vậy mà đương nhiên với vừa qua thì các cổ động viên của khắp Đông Nam Á và đặc biệt là Indonesia họ không phục thì cũng là điều bình thường. Đó là điều hoàn toàn chúng ta có thể dễ hiểu. Bởi thực tế là nếu đặt địa vị vào những cổ động viên Việt Nam chúng ta thì chúng ta có phục với cách mà Thái Lan họ trình diễn trong phút cuối không? Đương nhiên là không rồi. Với tư cách là cổ động viên của Indonesia, tôi khẳng định một điều rằng là chúng ta cũng tức thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều sự chỉ trích và thậm chí chửi bới dành cho những màn trình diễn vừa qua của Thái Lan khi mà họ cố tình làm sân tận mười mấy phút cuối giờ. Ví dụ vài ba phút không nói, như đây là ngày là mười mấy phút thì đương nhiên là cay cú rồi. Thế nhưng chấp nhận, Indonesia phải chấp nhận. Họ cần phải có sự trưởng thành hơn. Đây là sự vấp ngã mà cần thiết dành cho bóng đá trẻ của Indonesia để họ có sự tiến bộ. Và với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn khẳng định rằng là bóng đá của Indonesia hiện nay họ đã có rất nhiều sự tiến bộ rồi. Ông Sintayong đến cũng đã giúp cho bóng đá của Indonesia họ tiến bộ hơn. Thế nhưng có lẽ rằng đây là một bài học lớn và đây là một cái trải nghiệm lớn mà rất nhiều các cổ động viên của Indonesia, những cầu thủ của Indonesia họ cần có để rút kinh nghiệm. Và về cái lối chơi thì đương nhiên chúng ta đều thấy Indonesia chặt chém quá nhiều. Từ trước này vẫn vậy. Và với một chiến thắng tưng bừng trước Myanmar vẫn bị loại thì đây chắc chắn sẽ là cú sốc lớn về tinh thần dành cho những cầu thủ trẻ của Indonesia. Thế nhưng đó, như đã nói, đây là điều cần thiết. Và với Việt Nam chúng ta thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là một thời điểm mà tôi nghĩ rằng cũng không có gì chúng ta phải lăn tăn cả. Vào đến bán kết thì tôi nghĩ rằng cũng đã là một cái thành công rồi. Bởi như đã nói, những giải đấu trước đây của U19 Việt Nam chúng ta đều bị loại tại vòng bảng thôi. Mấy năm nay, mấy mùa liên tiếp rồi.
Và giờ đây chúng ta vào bảng đấu khó đến như vậy mà chúng ta có được vị trí Nhật Bản tiến tới vào bán kết, và thậm chí là đang tràn trề cái cơ hội để tiến tới vào trận chung kết. Thì tôi nghĩ rằng là thời điểm này các câu lạc bộ Việt Nam chúng ta cũng đừng nên chúng ta đòi hỏi quá nhiều, thực sự là như vậy. Với mọi giải đấu trẻ như là đội tuyển U19 như này, chúng ta cần có những trải nghiệm, chúng ta cần có những sai lầm, và đôi khi chúng ta cần có những sự căng cứng và tâm lý để chúng ta tiến bộ hơn, trưởng thành hơn. Bởi với cá nhân của chúng ta cũng thế thôi, trong bất cứ một thời điểm nào khi trước đây chúng ta còn trẻ, khi mà phải đối diện với những khó khăn, chúng ta không biết giải quyết như thế nào, chúng ta luôn luôn cũng vẫn có những vấn đề về mặt tâm lý, chúng ta cảm thấy khó ở, chúng ta thấy khó chịu và không có bất cứ một cái hướng đi nào để giải quyết được. Thế nhưng sau khi mà chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta trải qua, kinh qua những khó khăn đó rồi, thì chúng ta nhìn lại những cái khó khăn trước đây, chúng ta thấy rằng, ôi, đơn giản quá. Với những câu chuyện như vậy, chúng ta hoàn toàn vượt qua một cách đơn giản. Hoặc đơn giản như một câu chuyện rằng là, ví dụ người thân của chúng ta, trong những thời điểm mà chúng ta còn trẻ, chúng ta mất những người thân, thì đó là những thời điểm mà thực sự rất khó khăn. Thế nhưng với những người trưởng thành, họ đã trải qua quá nhiều những cung bậc cảm xúc, từ buồn vui lẫn lộn rồi, thì đương nhiên mất những người thân trong gia đình chúng ta cũng đều buồn thôi, nhưng chúng ta cũng có thể sẽ dễ dàng vượt qua hơn, chúng ta có thể vượt qua dễ dàng. Hoặc đơn giản như tại sao chúng ta có nhiều cái vụ nhảy cầu tự tử, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là những người trẻ họ không kiềm chế được tư cảm xúc và họ sẵn sàng đánh đổi cả bản thân của mình, không cần biết người lại là suy nghĩ như thế nào, cảm xúc đau đớn như làm sao, họ vẫn sẵn sàng là gieo mình xuống dòng sông. Thế nhưng khi mà đã trải qua rất nhiều tư cảm xúc rồi thì chắc chắn khi nhìn lại họ thấy rằng à, mình thực sự là quá là dại dột, thực sự là ngu ngốc. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng với cầu thủ của U19 Việt Nam chúng ta có những cái trải nghiệm như này, đó là tuyệt vời. Và xin chúc cho thầy trò huấn luyện viên Thế Nam sẽ tiếp tục thi đấu thành công ở trong những trận đấu tiếp theo để chúng ta có thể có được chức vô địch cuối cùng. Quý vị bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay? Thì cũng có thể để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.